Bạn là một người não cá vàng, ngay cả mật khẩu wifi nhà bạn còn không nhớ nữa. Đừng lo, mình chỉ cách cho. Đầu tiên các bạn vào Control Panel, sau đó hãy vào Network and Sharing Center. Rồi hãy chọn vào wifi của bạn đang dùng nhé. Tiếp theo các bạn hãy bấm Wireless Properties và hãy vào Security. Sau đó hãy mở Show Character lên. Và đấy, mật khẩu đã hiện lên cho các bạn rồi. Ok, follow mình để thấy mẹo hay nhé.